Trước thềm lượt trận thứ tư bảng F Champions League, tình thế không mấy khả quan cho AC Milan khi họ chỉ có được 2 điểm và đang xếp cuối bảng. Trong khi đó, PSG với 6 điểm đang dẫn đầu và một chiến thắng thêm nữa sẽ giúp họ tiến gần đến cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, mọi chuyện đã không diễn ra như kỳ vọng của PSG khi họ phải nhận một thất bại bất ngờ với tỷ số 1-2 trước đội chủ nhà AC Milan tại sân San Siro. Dù PSG đã vươn lên dẫn trước với bàn thắng từ pha đánh đầu của Marquinhos, AC Milan không hề nao núng và đã tìm được bàn gỡ hòa chỉ sau 3 phút nhờ công của Rafael Leao. Tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của AC Milan tiếp tục được thể hiện khi Giroud đánh đầu chính xác, mang về bàn thắng vượt lên trong hiệp 2. Trận đấu còn lại trong bảng, Newcastle tiếp tục thể hiện phong độ kém cỏi khi thua 0-2 trước Dortmund, đẩy họ xuống vị trí thứ 3 trên bảng tử thần. Kết quả này khiến cho cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng F trở nên căng thẳng và khó đoán hơn bao giờ hết, với sự chênh lệch điểm số không quá lớn giữa các đội.